Minh Tuấn xin chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Radio Một Đường. Chương trình được thực hiện bởi đơn vị trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Bến Tre. Chương trình được phát sóng vào lúc 18 giờ tối thứ sáu hàng tuần trên kênh Thanh thiếu nhi Bến Tre. Trước khi mà bắt đầu vào chương trình của Radio Hộp Đường cùng chia sẻ cũng như là đặt câu hỏi thì chúng ta hãy cùng nhau nhớ và đừng quên cái cú pháp để gửi về cho chương trình những câu hỏi và chia sẻ của các bạn. Đó là chúng ta hãy soạn tin nhắn gửi về cho fanpage của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bến Tre cũng như là gửi qua mail của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bến Tre đang hiển thị trên màn hình để chúng ta cùng nhau gửi những chia sẻ cũng như là những câu hỏi của các bạn để chương trình cùng chia sẻ với tất cả chúng ta trong chương trình Radio Hộp Đường. Và quý vị khán giả ơi, trước khi mà bắt đầu vào chương trình Radio Học Đường lắng nghe những chia sẻ cũng như là những câu hỏi của các bạn gửi về cho chương trình, chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu với chương trình 60 giây học đường. Quý vị khán giả thân mến, là trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 thì toàn dân đang thực hiện chương trình đó là chúng ta khai báo tự nguyện về y tế. Không biết rằng là chúng ta đã khai báo y tế tự nguyện chưa ạ? Đối với Minh Tuấn thì Minh Tuấn cũng đã khai báo cho mình và gia đình của mình rồi để bảo vệ bản thân của mình và cộng đồng. Đó là chúng ta hãy cùng nhau tải app của chương trình phòng chống dịch bệnh Covid-19, đó là app nCoV. Và khi mà chúng ta tải app rồi thì chúng ta cùng nhau khai báo tự nguyện về y tế đối với bản thân của mình và cho gia đình của mình. Và hy vọng rằng là chương trình này nó sẽ lan tỏa đến tất cả các bạn đoàn viên thanh niên và tất cả các bạn đang xem chương trình này được hiệu quả hơn. Và một thông tin đáng mừng đó chính là trong cái công tác mà khai báo y tế tại tỉnh Bến Tre thì hiện tại thì tỉnh Bến Tre đang nằm ở top 2 của các tỉnh có tiến độ khai báo y tế nhanh nhất và hiệu quả nhất. Và chương trình cũng ghi nhận những cái đóng góp của tất cả các bạn đoàn viên thanh niên trong tỉnh đã cùng chia sẻ cũng như là khai báo y tế tự nguyện đối với gia đình cũng như là đoàn viên thanh niên đối với trường học của mình. Và hy vọng là chúng ta hãy cùng nhau lan tỏa việc khai báo y tế tự nguyện này đối với gia đình của mình được nhiều hơn để cho cái công tác phòng chống dịch bệnh và khai báo y tế nó được tốt hơn và lan tỏa nhiều hơn. Và đến với chương trình 60 giây học đường ngày hôm nay thì là một bản tin nữa, nó rất là sâu sắc đối với các bạn. Đó chính là các bạn đoàn viên thanh niên trong tỉnh cũng đã có những công tác để tuyên truyền phòng chống dịch Covid bằng những điệu nhảy cũng như là những bài hát muốn gửi đến cho chương trình để tuyên truyền. Và đặc biệt là chúng ta hãy cùng nhau hướng lên màn hình để xem những cái clip của các bạn thực hiện đó là ai nha. Clip được thực hiện bởi các bạn đến từ các câu lạc bộ đội nhóm của Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bến Tre. Các bạn đến từ trường Trung học phổ thông Trương Vĩnh Ký tại huyện Chợ Lách với những điệu nhảy vui tươi trên nền nhạc của bài nCoV đã tạo một sức mạnh lan tỏa trong cộng đồng đối với các bạn thanh thiếu nhi trong công tác phòng dịch Covid-19. Ngoài ra thì các bạn sinh viên của Học viện Thanh thiếu nhi Việt Nam phân diện miền Nam cũng đã gửi đến cho các bạn một điệu nhảy cũng dựa trên nền nhạc Cô Gen Covid, thực hiện những điều nhảy thật là vui tươi và mang lại sự lan tỏa đến với cộng đồng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bắt đầu với số thứ 2 cùng với lại chủ đề là 8 chuyện học đường. Và ngày hôm nay chúng ta cùng nhau chia sẻ cũng như là lắng nghe những câu hỏi của các bạn thanh thiếu nhi trong tỉnh gửi về cho chương trình Radio Học Đường. Và không biết rằng là các bạn đã sẵn sàng để nghe những câu chuyện ngày hôm nay chưa ạ? Và phần chia sẻ đầu tiên đến từ bạn HA, bạn gửi đến chương trình cùng chia sẻ với các bạn như sau. Kính gửi chương trình Radio Học Đường, em tên là HA. Lời đầu tiên cho phép em gửi lời chào đến anh Tuấn và các anh chị đang thực hiện chương trình Radio Học Đường. Ở số vừa qua, em rất xúc động khi nghe câu chuyện của bạn KC gửi về cho chương trình. Hôm nay, em cũng có một câu chuyện muốn chia sẻ với các bạn. Đó là chuyện tình cảm của em. Em và bạn quen nhau đã được 2 năm. Bạn hơn em 2 tuổi, bạn học giỏi, biết thấu hiểu. Em nhớ lần đầu tiên khi gặp bạn, lúc đó em và bạn cùng làm một đề tài nghiên cứu khoa học. Sau đó, bạn hỗ trợ em mọi thứ trong việc học tập. Bạn đã cùng em đến mọi nơi. Rồi năm em lên 11, cũng là lúc bạn chuyển lên thành phố học. Em nhớ tháng 7 đó, khi nhận được tin bạn đậu đại học, bạn đã dành một tuần để cùng đi chơi cùng với em. Rồi sau tháng 7, em và bạn bắt đầu xa nhau.
bạn lên trường để học. Người ta cứ nói chỉ cần xa mặt sẽ cách lòng. Em thì chẳng tin vào chuyện đó. Em luôn tin vào bạn đó. Nhưng thật sự sau 7 tháng đó, đến tháng 8 rồi tháng 9, khoảng cách giữa tụi em càng ngày càng xa vời đi. Mỗi ngày em nhận vỏn vẹn từ bạn đếm trên đầu ngón tay những tin nhắn. Em đã nhận ra rằng nếu cứ như vậy, tình cảm của tụi em sớm muộn gì cũng gặp trục trặc mà thôi. Em đã nhắn cho bạn, bây giờ em cho anh hai hướng. Một là nếu còn yêu nhau thì xin hãy cố gắng vì nhau, còn không thì chúng ta hãy dừng lại. Bạn im lặng một khoảng thời gian. Hai tuần sau, em gặp lại bạn tại một quán cà phê tại Sài Gòn. Em cứ nghĩ giờ này bạn phải đến trường. Nhưng không, bạn đang đứng trước mặt em. Bạn không đi một mình mà bạn đang tay trong tay cùng với một người khác. Thấy em thì bạn hơi lúng túng. Nhưng thôi vậy, chuyện duyên tình đã hết thì chúng ta cũng như là đã hết. Em và bạn đã chia tay. Hôm nay mình nhờ chương trình gửi đến bạn một câu nói rằng xin lỗi vì mình đã bước tiếp đoạn đường mà không có bạn đi cùng. Với em thì tháng 7 đã mãi mãi là tháng 7 đẹp nhất của em. Em xin cảm ơn chương trình đã giúp em chia sẻ câu chuyện. Chúc mọi người nhiều sức khỏe và em xin chào chương trình. Và anh Tuấn cũng như chương trình xin cảm ơn bạn A đã gửi cho chương trình những chia sẻ của bạn về chương trình ngày hôm nay. Và anh Tuấn và chương trình cũng có một số chia sẻ đối với các bạn. Đó là mối tình đầu nó luôn luôn để lại cho chúng ta những cái sâu sắc nhất và nó để lại nhiều chúng ta nhiều kỷ niệm đẹp nhất. Chính vì vậy mà lỡ như một khoảng thời gian nào đó mà nó lại rạn nứt thì chúng ta cũng đừng có suy nghĩ nhiều quá. Chúng ta hãy nghĩ đơn giản thôi là vì tương lai của chúng ta còn ở xa rất là nhiều. Và chính vì vậy mà chúng ta hãy cùng hướng tới tương lai. Chúng ta còn những cái mối quan hệ về bạn bè nè, về thầy cô, về gia đình của chúng ta. Chính vì vậy mà chúng ta hãy cố gắng, chúng ta vươn lên, chúng ta bỏ nó qua một góc nào đó trở thành một kỷ niệm đẹp. Và hy vọng là tất cả chúng ta sẽ cùng nhau có những kỷ niệm đẹp thời học sinh các bạn nhé. Và quý vị ơi, đến với chương trình ngày hôm nay thì có một câu hỏi rất là hay gửi về cho chương trình. Và nếu như mà chúng ta có trường hợp, đặt trường hợp rằng là các bạn học sinh chúng ta mắc phải một trường hợp giống như là cái câu hỏi ở trên đây, thì chúng ta hãy cùng nhau comment ở phía dưới để cùng lắng nghe và chia sẻ cho chương trình nha. Và câu hỏi như sau, đó là chào chương trình Radio Học Đường. Mình là cựu học sinh của trường Trung học Phổ thông Nguyễn Đình Chiểu, thành phố Bến Tre. Mình có câu hỏi muốn gửi đến chương trình, rất mong được chia sẻ. Câu chuyện như sau, đó là cháu gái mình, hai dì cháu cách nhau vài tuổi thôi nên xem nhau như là chị em. Hiện tại em đang học lớp 12, do bố mẹ rất là nghiêm khắc nên bấy lâu nay đã tạo khoảng cách đối với con mình. Cuối năm 11, cháu mình quen một bạn trai cùng khối và tất nhiên là giấu nhẽm với lại bố mẹ. Sau đó thì bố mẹ phát hiện thì rất là sốc và không biết làm sao để xử lý tình huống này, vì sợ con mình ham chơi, yêu đương rồi học hành sa sút, vừa sợ ngăn cản thì con trẻ càng chống đối hơn. Mình có nói với bố mẹ cháu là nên công khai hóa mối quan hệ, cho phép bạn trai cháu đến nhà chơi để biết và kịp thời can thiệp, phần cũng rút ngắn khoảng cách với cháu. Tuy nhiên có lẽ như vậy đã khiến cháu cảm thấy được tạo điều kiện nên lại cứ đâm đầu vào mà sa sút việc học. Bố mẹ cằn nhằn thì cháu có phần không tiếp thu. Vậy bây giờ mình ở vị trí trung gian giữa hai bên nên mình phải làm sao để cháu hiểu và cả ba mẹ cháu hiểu về tình hình này? Cảm ơn phần chia sẻ của bạn đối với chương trình ngày hôm nay, một câu hỏi rất là hay và thú vị. Và trong qua câu hỏi này thì Minh Tuấn và chương trình cũng có một vài chia sẻ đối với bạn về cái tình huống mà bạn vừa gặp phải đối với cháu của bạn và đối với gia đình như thế nào. Đầu tiên là đối với gia đình thì đối với bản thân của bạn ở góc độ là trung gian thì chúng ta có thể chia sẻ với lại bố mẹ của cháu như thế này. Đó là chúng ta có bốn cái lưu ý về tình yêu học đường mà ba mẹ cần phải cảm nhận nó. Đầu tiên là chúng ta đừng có sốc vì con của mình có được tình yêu đầu đời.
Như chúng ta đã biết thì ở cái lứa tuổi này là lứa tuổi dậy thì, chính vì vậy mà cái chuyện mà các bạn nó xuất phát những cái chuyện tình cảm là cái chuyện đương nhiên và nó rất là bình thường. Chính vì vậy mà bố mẹ xác định được vấn đề ở đó thì chúng ta không phải sốc về con mình có một tình yêu nào đó đầu đời, hoặc là một tình yêu nào mà chúng ta cảm thấy rằng là băn khoăn đối với con của mình. Và lưu ý số 2 mà chương trình muốn gửi đến bạn đó là chúng ta nên chấp nhận tình yêu tuổi dậy thì. Thì ở cái góc độ mà chấp nhận tuổi dậy thì chúng ta biết rằng là ở tuổi dậy thì ở giai đoạn này thì các bạn muốn khẳng định cái tôi ở bản thân của mình nhiều. Chính vì vậy mà lúc đó thì các bạn sẽ không có lắng nghe và chia sẻ nhiều đối với bố mẹ. Chính vì vậy mà bố mẹ phải chấp nhận những điều này, và chúng ta học cái cách để chúng ta cùng chia sẻ, giáo dục con cái là điều cần thiết nhất. Và cái lưu ý số 3 mà chương trình muốn gửi đến bạn đó là chúng ta hãy cùng nhau làm bạn và chia sẻ cùng con. Thay vì chúng ta cấm đoán con, chúng ta luôn tìm cái cách để chúng ta cấm con không thể yêu ở tuổi dậy thì này á, thì chúng ta hãy làm một cái động tác là chúng ta trở thành một người bạn bí mật đối với con. Chúng ta cùng nhau chia sẻ những cái bí mật của con mà con muốn cho chúng ta lắng nghe. Chúng ta xích lại gần con hơn. Mỗi buổi tối thì ba mẹ ngồi lại cùng chia sẻ, cùng lắng nghe những ý kiến của con về tình yêu như thế nào. Và chúng ta hãy cùng nhau định hướng khi mà tình yêu của con nó trở nên nó sai đi, hoặc là nó ảnh hưởng đến cái việc học của con. Thì như vậy thì chúng ta cũng là một cách để cho bản thân của con tin tưởng vào ba mẹ nhiều hơn và lắng nghe ba mẹ nhiều hơn. Và cái lưu ý cuối cùng là lưu ý số 4 mà chương trình muốn gửi đến cho ba mẹ, đó chính là chúng ta hãy cùng con đặt mục tiêu học tập. Cái việc mà đặt mục tiêu học tập này nó không mang nghĩa đó là chúng ta ép con phải đặt mục tiêu học tập như thế nào cho rõ ràng, và chúng ta không phân định giữa tình cảm của con hiện tại đối với một cái đối tượng nào đó con hướng tới, và với việc học tập chúng ta nó là sao nhãng, mà chúng ta hãy lập ra một cái hoạch định, chúng ta thỏa thuận với con trước đi, và chúng ta thỏa thuận rằng là ngày hôm đó thì con sẽ đặt ra một cái hoạch định rằng là tụi con học như thế nào, tụi con yêu đương như thế nào, sao cho nó không có bị ảnh hưởng với nhau, và đặc biệt là giúp cho con có được những cái khoảng không gian riêng đối với mình trong chuyện tình cảm và cũng như là cái việc học tập. Còn ở góc độ đối với bạn học sinh thì chương trình cũng như là Minh Tuấn cũng có một số chia sẻ đối với bạn như thế này, đó là ở lứa tuổi này thì không ai cấm đoán bạn có trong cái việc mà chúng ta yêu đương như thế nào. Tuy nhiên thì thầy cô và bố mẹ hay nói một câu nôm na là chúng ta cần phải có một cái tình yêu chân chính, tình yêu trong sáng. Khi mà chúng ta đạt được mục tiêu đó thì cái việc mà chúng ta tạo một cái niềm tin đối với bố mẹ nó sẽ nên vững vàng hơn, và tạo một cái niềm tin đối với bạn, đối với cái người mà bạn thích nó sẽ vững vàng hơn. Và thông qua cái điều kiện này á, chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái trắc nghiệm nhỏ, đó là chúng ta hãy cùng đưa ra một cái bản nói lại, là ví dụ như trong trường hợp trong một ngày đó thì không phải rằng là tình yêu chúng ta luôn luôn vui được, mà có những ngày buồn, những ngày giận hờn với nhau, thì các bạn nghĩ rằng là nếu như trong trường hợp đó thì chúng ta sẽ gặp ai để chia sẻ và tâm tư, và chắc chắn một điều rằng là các bạn sẽ trả lời là bố mẹ. Chính vì vậy mà chúng ta hãy đừng ngại, mà chúng ta hãy chia sẻ cùng với bố mẹ và tạo một cái niềm tin để bố mẹ tin mình hơn trong cái việc mà chúng ta cố gắng học tập như thế nào. Và bạn cũng đừng có lo lắng về cháu của bạn, và bạn cũng đừng lo lắng về ba mẹ của cháu. Và Minh Tuấn cũng như là chương trình cũng hy vọng rằng là cháu của bạn và gia đình khi mà đọc xong và nghe cái chương trình Radio Học Đường về bản tin mà bạn gửi về cho chương trình á, thì giúp cho ba mẹ cũng như là cháu gái của bạn hiểu hơn về cái câu chuyện, và nó có những cái định hướng nào đó nó phù hợp hơn. Và hy vọng là ba mẹ cũng như là cháu gái của bạn cùng nhau ngồi lại và cùng tâm sự, cũng như là đưa ra những cái hoạch định về học tập, hoạch định về tình cảm sao cho nó phù hợp nhất. Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chương trình ngày hôm nay, chuyên mục Radio Học Đường. Và quý vị ơi, chương trình Radio Học Đường đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và hy vọng là chúng ta cùng nhau gửi những chia sẻ cũng như là những câu hỏi về cho chương trình với cú pháp là chúng ta cùng nhau soạn tin nhắn gửi về cho fanpage của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Bến Tre, cũng như là hộp thư mail của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Bến Tre đang hiển thị trên màn hình. Và hy vọng là chương trình sẽ cùng nhau lắng nghe những chia sẻ cũng như những câu hỏi của các bạn, để cùng lắng nghe và chia sẻ những câu hỏi này đối với tất cả mọi người trong chương trình Radio Học Đường.
với kỳ số 3 của tuần sau thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu với một chủ đề mới, đó là chủ đề về tình yêu tuổi học đường. Và hy vọng là chủ đề này các bạn sẽ cùng nhau gửi chia sẻ và câu hỏi về cho chương trình. Và hy vọng là chương trình sẽ cùng có những chia sẻ cũng như là những câu hỏi thật là ý nghĩa gửi đến các bạn. Và bây giờ này thì Minh Tuấn cũng như là tất cả các anh chị làm chương trình Radio Học Đường xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại.